Xin chào mừng các bạn đến với kênh câu lạc bộ nghệ thuật mặt trời đỏ khiêu vũ thể thao. Hôm nay theo thư yêu cầu của các bạn, mình xin trân trọng giới thiệu và hướng dẫn với các bạn bài Zumba cha cha cha, bác đang cùng chúng cháu hành quân. Rồi xin mời mọi người đi vào bài tập của ngày hôm nay. Ở bài tập ngày hôm nay có những động tác hết sức là đơn giản, dễ nhớ và dễ thuộc, nhưng chúng ta tập làm sao cho mạnh mẽ, cho thần thái lên, khí thế lên theo đúng cái nhịp phách, nhịp độ của bài bác đang cùng chúng cháu hành quân. Rồi xin mời mọi người lưu ý ạ. Nhất là chúng ta đứng thẳng, hiên ngang bất khuất, đứng thẳng, không đứng thẳng như này, đứng hiên ngang bất khuất, được chưa ạ? Sau đó chúng ta sẽ duyệt minh hay gọi là dậm chân tại chỗ. Thì lưu ý động tác này tương đối là dễ, nhưng một số các bạn dậm chân và đánh tay vẫn còn bị nhầm, bị chưa được đẹp, thì lưu ý là tay thẳng, tay hai tay nắm hờ, nắm tương đối chặt một chút, đúng không? Sau đó chúng ta vuông góc 1 2 3 4 5 6 7 8. Thì lưu ý khi đánh tay thì vai của chúng ta cũng phải hơi nâng lên để cho cái tay của chúng ta nó chuyển động nhịp nhàng. Chúng ta cứ đánh như thế này, đánh như này là không có vai, không có vai là bị bẹp tay. Chúng ta phải nâng, hơi nâng vai lên, nhưng không nâng quá, nâng vừa phải, chân vuông góc, tư thế thẳng đấy. Không, chúng ta không tay như thế này đấy, chúng ta không làm tay như này, chúng ta phải vuông tay và vuông chân lên, được chưa ạ? Người nhìn này, hơi nâng tay một chút nhé. Nào tay 2, 3 bắt đầu, lấy đà từ bên trái, dậm chân bên phải, bắt đầu 2, 3. Nào lấy đà từ bên trái, bắt đầu 1 2 3 4 5 6, vai chuyển động 2 2 3 4 5 6 7, vào vai thì chúng ta sẽ đưa một tay phải của chúng ta xòe ra, chào vuông góc, chào đẹp, nằm chào như thế này, hoặc là chào như thế này, chúng ta để hơi gần trán một chút, tay vuông góc lên và đánh tay nhịp nhàng đấy, đánh tay nhịp nhàng, nhớ là chân vuông góc. Rồi chúng ta đi vào bài nhé. Vào bài chúng ta có động tác 1 2 3 4, rất là dễ nhé mọi người. Xin mời mọi người vào bài, chúng ta bắt đầu từ bên phải, 1 2 đổi bên, 3 4 lùi nghiêng người, 1 2 3 4 5 6 7 8, tiếp tục 1 2 3 4, nghiêng người, 1 2 3 4 5 6 7 8, đấy chúng ta nghiêng người như vậy. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ làm động tác đẩy từ dưới, rồi chúng ta sẽ có động tác đẩy từ dưới để lên, đấy không, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, đến thế cho dễ mọi người nhá. Rồi sau đó chúng ta bước chân phải lên này, 1 2 3 4, lùi 5 6 7 8, thì 8 thì chúng ta có thể đang ở bên này, sau đó thì chúng ta đẩy tay lên, 1 2 3 4, đẩy tay 5 6 7 8. Ở đây chúng ta có câu cha cha cha. 1, chúng ta không thẳng tay như là các bài khác, vì bài Zumba thì trông nó khí thế mạnh mẽ chút, chúng ta hơi co tay. 1 2 cha cha cha, 2 2 cha cha cha, 3 2 cha cha cha, 4 2 cha cha. Đấy, cha cha thôi, chúng ta chưa kịp cha 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 vì là nó bị cuốn câu nhạc. Sau đây thì chúng ta sẽ ôm hai tay vào ngực của chúng ta này, 2 3 1 2 3 4, câu này là khó nhất trong bài, các bạn học chân trước nha, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Có tay thì chúng ta đưa ra đưa vào thế này, 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8. Đấy, các bạn có thể dựng tay lên thì càng tốt nhé, dựng tay nó hơi khó nên là mình đã cho các bạn xòe tay như thế này dễ hơn, chưa, 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi tiếp theo thì chúng ta lại có cái động tác như thế này thì rất là dễ rồi, đúng không ạ? Chùm động tác của chúng ta lặp đi lặp lại thôi đấy, thì chúng ta sẽ có cái chùm động tác lặp đi lặp lại rất là dễ thôi. Chúng ta đã học ở phần trước rồi, tí nữa chúng ta sẽ cấp nhạc để hiểu sâu hơn. Thì chúng ta đến cái đoạn khó nhất ở trong bài, đó là đoạn cha cha cha.
nhận cha 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 cho nó thay đổi màu sắc ở trong bài các bạn nhé. Hai và một, hai cha cha cha, hai hai cha cha cha, ba hai cha cha cha, bốn hai cha cha cha, năm hai cha cha cha, sáu hai tay con nhé, bảy hai cha 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 và tám hai cha cha cha. Một, có bốn câu bên này, bốn câu bên này đấy, thì chúng ta cứ đếm bốn đi, đếm bốn cho nó dễ nhé. Hai và một, hai, ba, bốn, một, hai, ba, bốn, đấy cho nó dễ. Sau đó thì chúng ta bước lên, hai và một và hai, ba và bốn, năm. Câu này chỉ năm thôi. Sau đó thì chúng ta kéo tay được chưa, hai và kéo một, kéo hai, kéo 3 và kéo 4 liên tục cho đến hết bài. Như vậy là tất cả những cái gì mà nó hơi khó hiểu một chút thì mình đã lưu ý các bạn rồi. Còn sau đây để chúng ta khớp được nhạc và thuộc được bài thì chúng ta cùng đi khớp nhạc chậm. Rồi xin mời các bạn cùng đi khớp nhạc chậm nhé.